Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube Minh Tuấn Land. Và mình là Minh Tuấn, chuyên viên tư vấn bất động sản. Ngày hôm nay, Minh Tuấn sẽ gửi đến các bạn thông tin chính và tiến độ của dự án biệt thự sông The Miyuki thuộc dự án Miyuki Park. Dự án The Miyuki thì gồm 39 căn biệt thự sông chia làm 2 phân khu và có vị trí nằm ngay mặt tiền đường số 1, liền kề với 3 block Flora Panorama nhé các bạn. Thời gian dự kiến bàn giao của 39 căn biệt thự là vào tháng 9 năm 2023. Biệt thự The Miyuki thì có 3 loại thiết kế chính là Garden Grand Villa, Cana Grand Villa và Riverfront Villa, có mức giá chỉ từ 28 tỷ. Và trong giỏ hàng của chủ đầu tư hiện tại là chỉ còn một căn là Riverfront Villa có giá 64 tỷ và một căn Cana Grand Villa có giá 74 tỷ. Về phương thức thanh toán và chính sách bán hàng thì sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với hotline của Minh Tuấn Len nhé. Hotline của Minh Tuấn Len là 0938 322 336. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thêm về cái dự án này thì hãy cùng thảo luận bên phía dưới video này nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên like và sub kênh cho Minh Tuấn nha. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc các bạn tìm được một sản phẩm bất động sản ưng ý. Minh Tuấn Land, mua nhà không khó.